Xin chào các bạn, hôm nay Tiffany xin chia sẻ với các bạn cách làm gà roti để mình ăn với cơm nè các bạn, hoặc là ăn với xôi, rất là ngon đó các bạn ơi. Và cái công thức ngày hôm nay mình làm là ít dầu mỡ, ăn tốt cho sức khỏe nha các bạn. Đây các bạn nhìn thấy đẹp không? Mời các bạn vào bếp với mình nha. Ở đây mình có 6 miếng đùi gà không da không xương là 830g. Đây là đùi gà trên, nó gọi là thigh, đã được lọc sạch sẽ rồi, chỉ còn một chút xíu mỡ xung quanh. Các bạn có thể sử dụng gà nguyên con, nhưng vì nó có da mỡ mà mình lại không thích ăn mỡ với da. Và da gà công nghiệp nó rất là bỡ, cho nên thôi mình mua loại gà thai này ăn cho tốt cho sức khỏe nha các bạn. Giờ chút xíu mình sẽ cắt bỏ bớt những cái mỡ này đi. Các bạn nhớ là mình rửa bằng muối và baking soda, xong mình rửa cho sạch, để ráo rồi mình thấm khô nha. Cắt bỏ những cái phần mỡ này đi nè các bạn. Mình không có muốn ăn nhiều mỡ nha. Con dao hơi bé một chút á, thì mình đi nó dễ hơn, là mình không có cắt phạm vào thịt. Mình chỉ cắt bỏ những cái phần mỡ này thôi. Đây nó có cọng gân, cắt đi. Ở đây còn một ít mỡ và xung quanh hai bên cạnh. Cái mũi dao bán bén á, mình lướt nhẹ nhẹ là nó ra hết à. Vậy là mình làm xong rồi, mình sẽ quay lại tiếp nha. Một miếng như vậy là sạch sẽ rồi nha các bạn. Ở đây mình đã cắt hết những cái phần mỡ nào mà cần thiết nhất. Mình sẽ cho vào tô rồi sẽ đi ướp nha các bạn. Và còn những dụng cụ mình cắt gà, dao với thớt á, các bạn rửa cho thật sạch nha. Bây giờ mình ướp gà nha các bạn. Một muỗng cà phê bột nêm gà nè. Ở đây là một muỗng cà phê ngũ vị hương. Nếu các bạn ăn được nhiều mà ngũ vị hương, không ăn được nhiều thì các bạn bớt lại nha. Một muỗng cà phê bột nghệ. Ở đây mình có một muỗng canh đường nâu. Mình cho nửa muỗng cà phê bột hành nha. 1/4 muỗng cà phê tiêu. Một muỗng cà phê paprika, là bột ớt màu thôi, nó không có cay đâu. Rồi sau đó mình sẽ cho những cái gia vị nước nha. Nước mắm nè. Các bạn lấy lưng muỗng cà phê thôi, không có cho đầy quá. Nước mắm con mực này thì nó cũng hơi mặn chút nha. 4g cho một muỗng cà phê đó các bạn nha. Rồi bây giờ mình cho muỗng cà phê nước tương hiệu Kikkoman. Cho mình một muỗng cà phê dầu hào. Rồi đầy đầy chút nha các bạn. Cho một muỗng cà phê dầu mè nha. Đó là xong tất cả những cái gia vị của mình. Bây giờ mình sẽ trộn lên hết nha các bạn. Gia vị á, là mình ướp bây giờ để cho nó thấm. Còn một chút xíu khi mình làm á, thì mình sẽ nêm nếm lại. Nếu mình thiếu cái gì mình sẽ cho nha. Như vậy là tốt nhất á. Bây giờ mình nêm nhiều quá cái gia vị mặn á, thì một chút xíu á, mình khó chữa. Giờ mình trộn lên đều hết rồi á, thì mình để đó ướp. Nếu mà các bạn có nhiều thời gian, ướp qua đêm rất là ngon. Còn không có thì các bạn cũng nên ướp cho mình 1 tiếng đồng hồ đi, cho nó thấm nha. Mình bọc lại để đó nha các bạn. Làm mỡ hành, mình có 3 cọng hành lá. Xẻ đầu hành lá ra nếu cọng hành nó to. Rồi bây giờ mình cắt ra thành phần nhỏ, nhưng đầu hành trắng này mình để dành để kho thịt cá nha. Rồi cắt nhỏ đoạn hành này ra. Và bây giờ cắt nhỏ ra để cho mình làm mỡ hành. Cho hết vào cái chén. Và bây giờ đây các bạn, mình sẽ cho một nhúm muối nhỏ xíu này. Và bây giờ cho dầu ăn, hoặc là dầu ô liu, các loại dầu nào các bạn thích nha. Cho vừa đủ thôi. Nghiêng mình thấy có một tí dầu ở dưới đấy là được. Và bây giờ mình đi microwave 20 giây. Và đây rồi đây các bạn, đây là thành mỡ hành rồi, nhanh không? Rất là ngon luôn nè. Rồi phần thịt mình đã ướp được rồi, thì bắt cái chảo lên bếp. Mình chỉ cho hơn một muỗng cà phê bơ và một ít dầu ăn. Khi mình kết hợp bơ và dầu ăn thì xào nấu đồ ăn nó rất là thơm và có màu đẹp. Các bạn không thích bơ thì chỉ cho dầu thôi nha. Bây giờ mình cho khoảng nửa muỗng canh tỏi băm, xào thơm lên nhưng không được để vàng. Là mình cho gà vào ngay. Các bạn lật cái mặt bóng của gà xuống, tức là mặt bên ngoài của cái đùi gà đó, khi mình chiên nó sẽ đẹp lắm. Rồi bây giờ mình xếp đều vào chảo và chiên nha. Đây là có 6 miếng xen kẽ, các bạn xếp vào cho nó đủ. Rồi bây giờ mình để chiên đó vài phút nha. Bây giờ đã được 3 phút rồi nè các bạn, mình kiểm tra nha. Thấy nó đã đẹp lắm rồi đây. Lửa mình để trung bình và bây giờ nó đẹp màu quá rồi nè. Mình lật lại nha. Màu đẹp quá các bạn ơi. Bây giờ mình để thêm vài phút nữa cho nó vàng cái mặt bên kia nha. Lửa lúc này mình chỉ để trung bình, không có để quá lớn nha, nó cháy nha các bạn.
Rồi được 3 phút rồi đây các bạn, cái mặt bên này cũng đã vàng đẹp lắm rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho nước dừa tươi. Mình cho 2 cắp nước dừa, nhưng cắp đầu tiên mình cho vào cái tô các bạn để mình tráng cái tô nha. Rồi cho vào chảo. Và đây là nước dừa tươi nha các bạn, không có thêm đường. Nước dừa tươi hiệu Zico, mình mua ở Costco một bình như vậy 1 lít. Rồi đây là cắp thứ hai nha các bạn. Tổng cộng là 2 cắp là khoảng 500ml. Rồi đậy nắp lại để 15 phút. 15 phút đã được rồi đây các bạn. Và bây giờ mình mở ra thấy cạn nước bớt rồi nè. Và bây giờ là gà nó được cái mặt ở dưới nó thấm. Thì bây giờ mình lật lên, mình để mặt trên cho nó thấm cái nước sốt nha các bạn. Và cho nó đẹp màu nữa ha. Cái màu rất là đỏ đẹp luôn đó. Để mình quay gần lại cho các bạn xem, nước đã cạn được bằng này rồi thì các bạn giảm lửa. Mình để từ từ chứ không nó cháy nha. Rồi khi nước nó sền sệt như thế này nè các bạn, hoặc là các bạn dừng ở lúc này là chừa một ít nước để làm nước sốt, còn không thì các bạn làm cho cạn luôn. Hôm nay mình nghĩ là nó vừa ăn lắm rồi. Đây, vàng đẹp quá nè các bạn thấy không? Đó, cái màu thơm lắm các bạn ơi. Đứng ở đây mà muốn ăn ngay lập tức đó. Đây, mình đã muốn cho nó thật cạn nước. Còn nếu các bạn muốn còn nước thì các bạn tắt trước lúc này nha. Và mình sẽ lấy ra, các bạn thấy nó sệt ngon không nè. Đó, nó rút hết vào trong thịt gà như vậy, gà mình thấm ngon lắm nha. Và gia vị đã vừa đủ rồi, không thêm một cái gì hết các bạn nha. Đây, mình lật miếng gà lên nè. Đó, đây là cái mặt trên hồi nãy nha. Đẹp không các bạn? Rồi nha các bạn, rồi mình sẽ lấy thịt ra thôi. Rồi bây giờ mình tắt bếp rồi đây. Các bạn cho một chút xíu nước vào, chừng vài muỗng canh và mấy giọt nước tương để mà mình hòa ra. Cái chảo mình nó còn dính nhiều cái nước sốt ở trong này, các bạn nấu sôi lên lại. Và mình đã được một phần nước sốt nữa đây các bạn nha. Đó, phần chỗ nước sốt này có thể là mình chan lên cơm hoặc là cho lên xôi. Rất là ngon nha các bạn. Đây các bạn nhìn thấy dĩa gà của mình chưa? Gà roti thơm ngon, nhanh, không mất nhiều thời gian. Ăn chung được với rất nhiều món. À mình quên nữa, ăn với bánh mì rất ngon nha các bạn. Ăn kèm với dưa leo, cà chua, mỡ hành. Đây là nước sốt mà còn dư một ít đó. Và thường mình ăn với đồ chua và nước mắm. Đây mình có mỡ hành này các bạn nha. Cái đây là phần cơm. Mình làm thành từng phần cho gia đình nha. Rồi các bạn sẽ ăn với nước mắm lạc, mình pha như là nước mắm của bánh cuốn á nha. Và có thể mình ăn với xôi, rất là ngon luôn đó các bạn. Xôi nấu trong nồi cơm điện nè các bạn. Rồi mình cho mỡ hành nè, hành phi nè. Rồi ăn với gà roti, rất rất ngon luôn các bạn. Và tại sao mình phải chừa lại một ít nước sốt á, để chan lên với xôi. Còn ăn cơm thì mình dùng nước mắm ngọt rồi nha các bạn. Đây các bạn, nước sốt của nó nè. Các bạn chỉ cần 2-3 muỗng cà phê thôi, chan lên một phần xôi này, ăn rất rất ngon. Và đây, mình sẽ ăn cùng các bạn nha. Đây các bạn ơi, thơm lắm, cái hạt xôi dẻo dẻo nè. Với cái nước thôi mà mình đã thấy ngon rồi đó các bạn. Bây giờ mình cắt cái gà nè. Đó, gà nó rất là ngon. Thịt gà có độ mềm mà săn chắc, không có bị bở như là mình nghĩ đâu nha các bạn. Nè, đẹp quá nè các bạn thấy không? Thơm mà ngon lắm. Thịt gà vừa phải lắm, gia vị hôm nay mình nêm nó rất là vừa phải, nhưng các bạn cứ nêm lại theo khẩu vị gia đình mình nha. Đó, mình sẽ ăn với xôi hoặc cơm. Và trên cái xôi này mình có một tí hành phi cho nên nó rất là thơm. Đây các bạn, nhìn thấy ngon không? Mình mời tất cả các bạn nha. Và các bạn cứ làm thử cho gia đình mình nha. Và nước sốt này chan lên là ăn rất là tuyệt vời luôn đó. Các bạn thích video của mình thì các bạn chia sẻ, rồi tiếp tục ủng hộ, đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn. Rất là ngon đây, mời các bạn nha. Và đây là phần cơm, mình đã ăn một ít xôi rồi, nhưng mà mình cũng sẽ ăn thử một tí cơm với các bạn nha. Chan một tí nước mắm ngọt lên và ăn với rau luộc, rau sống hoặc là salad dưa leo này thôi. Đơn giản mà rất là ngon. Thỉnh thoảng mình có một bữa ăn thay đổi cho gia đình nha các bạn. Dưa leo cũng rất là giòn. Cái miếng thịt ăn không cũng ngon lắm nha các bạn ơi.
rồi ăn với một tí đồ chua, rất ngon nha các bạn. Và nước mắm này các bạn nhớ là một phần mắm, một phần đường và 5 phần nước nha các bạn. Là mình muốn ăn cho nó lạt lạt thôi đó, vì cái gà mình có gia vị rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.